Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào với video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 300 triệu token Safimax các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản Start Chatbot nè bạn. Rồi các bạn join này góp các bạn. Rồi các bạn lướt xa để đi tiếp nè các bạn. Ghê ha. Ken support. Nhiệm vụ quá là nhiều luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho lên group nè. Rồi, các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục follow Instagram nè. Những kẻ vút này mình rất là trên Twitter đó các bạn theo dõi các bạn. Các bạn like, các bạn chỉnh cho tweet nè. Tăng dài người bạn mình vào các bạn. Tích lại nè. Dạo đây không có kèo ngon các bạn. Rồi tiếp tục follow Instagram. Không có kèo làm đỡ những kèo này luôn. Những kèo này đánh giá không có ngon các bạn. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi. Tiếp tục vút CMS nè. Xin get it thì các bạn vút nè bạn. Lướt xuống nè. Lại mua tên đi lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục put consumer nè. Mắc login tài khoản nè. Bó tài luôn. Xin consumer các bạn login vào tài khoản mình vào nha các bạn. Sau đó các bạn up to wallet nó các luôn đi. Rồi các bạn xuống đây các bạn nhấp vào tài khoản người máy nè các bạn. Rồi bấm put nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nghe các bạn. Nó có yêu cầu mình gỡ thì mình gỡ, không yêu cầu thì thôi. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn food này nữa nè. Kèo food không. Rồi các bạn bấm food cho nó nghe các bạn. Xuống đây nè. Các bạn bấm food nè. Đâu ta. Voi nữa nè. Này mới đăng ký tài khoản không tờ. Mới đăng ký tài khoản. Các bạn bấm vào ba gạch cùng các bạn đăng ký về tài khoản mới được các bạn. Nè email bắt buộc sẽ nhận bắt buộc. Sau nha các bạn. Các bạn login tài khoản xong thì đăng ký về tài khoản xong thì bạn bấm vút nè. Rồi. Các bạn chụp màn hình lên luôn các bạn. Nó yêu cầu gỡ màn hình thì mình gỡ, không gỡ thôi. Rồi bạn bắt đắp nè, tiếp tục phút coi bơm nè. Trên đây thì các bạn nhấp xuống nè các bạn. Thì các bạn bấm phút cho nó mũi tên đi lên nè các bạn. Rồi các bạn lướt qua cấp trang các bạn. Trời trời, cấp trang cái gì trời. Sai à. Lướt qua luôn, sai luôn. Video file này mình không hiểu ta. Ok, rồi các bạn chụp màn hình các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục put. Tiếp theo. Coi đem. Coi đem website của nó nè. Put thì các bạn bấm vào một put nữa các bạn. Nhấp vào tương phá lên người máy nè. Chưa lòng chụp vào đang có chứa một chiếc mô tô. Ôi là. Đó. Rồi kiểm tra chính xác không. Rồi các bạn cũng chụp màn hình nó luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên. Tiếp tục vuốt coi vuốt nè. Coi vuốt này hình như là mình có tài khoản hay. Coi vuốt này vẽ dễ các bạn. Các bạn gì nhắm mũi tên đi lên nè các bạn. Rồi nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Đưa đồng nhập vào hình ảnh cái chương xe đạp trong phiên kiểm tra. Rồi bạn bấm vút. Rồi các bạn chụp màn hình luôn đi các bạn. Nó yêu cầu gỡ thì gỡ, không yêu cầu thôi. Rồi bạn submit tên. Rồi các bạn điền là username Telegram bạn đã son sao góp nè. Rồi bạn son sao các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn vào ba cánh cùng nè. Copy username mình là Công Anh 4 số 3 nè.
nghĩ tại để coi thử. A cộng anh 4 số 3. 1, 2, 3, 4. Ở cho bot nè. Tài 5 phút rồi tài. Sau đó mình gửi đường link profile tại Twitter mình nè. Để làm nhanh nhanh nè các bạn ơi. Tưởng đầu nãy giờ. Trên tờ Twitter nhấp vào ảnh avatar, nhấp vào hồ sơ, nhấp vào gánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép liên kết nè. Mai này nó chậm quá. Cho cho bot nè. Tiếp tục submit đường link Instagram mình nè. Thì bạn nhập về Instagram mình nha bạn. Instagram mình thì bạn nhập vào mũi tên nè các bạn. Bạn nhập vào ảnh avatar mình. Ba gạch cùng mình nè. Rồi nhập vào ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép đường link Instagram mình nè. Gọi là chatbot nè. Tiếp tục submit địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên YouTube Collect mình nha các bạn. Sao chép, gọi là chatbot nè. Rồi, tiếp tục bấm Mi Balenci để check số cầm kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 30 triệu token Safi Max nè các bạn. Các bạn ghi được cái form lên dép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm token mà. Video vào ngày 10. Ok, vậy video hôm nay cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.